buông hành ép học dệt tòi bú hô bày bòm cắp năm dệt thả phong khánh thì tặng tánh bản nam ở hỏi phân hỏi chỉ bộ bản khòng đảng bộ xã mương càng có bún o nghị quyết năm dệt kế hoạch cánh bản nàng việt tranh thí hợp đảng viên bứng đù mọi nàng việt dệt tấm tên trên báo bụng chưa dần mương tà o luôn chôm hợp lồng liên mà lăng ngắm việt dệt bòm cắp năn năm dệt đi bưng há phong khánh thì cánh tánh o bày bòm mô hình tranh thí tà o luôn biến thái năm dệt quẳng mọi luôn bùn chứ chằm quam sáng sòn khòng phú hô ngài hỏi tựa bông mi dần cò chịu dạ cha phản tựa mi dần lâm lò có môn lèo quang gian on pa tặng tánh bản nam ở chu nang vịa diệt khòng bàn té mà bè kinh tế bảy trừ năm kìm điền xú tặng tánh chu hương văn hóa diệt so bày tang ma điển nằm cò đầy bay ban họt côn dần hở bò mè hủ họt bom nằn cán bộ đảng viên cò on cốc bày con chủ bóng phả nà vịa côn dần tiền chừa ép học dệt tòi quang hỏng mà pe kinh tế bưng chỉ bổ cò tọp hôm biến thái chưa phân bú bồng mà pe kinh tế nông nghiệp nông thôn việc dệt o lại tàng trường hay khổng na khai o chơ lạt mà pe kinh tế chua hươn kinh tế trang trại mết bì sóng pan sao ết bắn bưng hiệp thù mỏi hùa côn tinh cá xã cò cướt đầy xí xíp xí chiêu hà hỏi pan mằn khẩu nằm má mua đẩy sám pan hoi nâng tấn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Bộ hành ép học dệt tòi viên hùng khổng chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ khỏi lò khuôn on cốc chỉ ủy chỉ bộ thôn bản khỏi cọp bốc chưa dần mương mà về kinh tế nhai biến thái chưa phân bố bồng tụ thành mi kinh tế sùng khảo dệt dườn tành liêng bốc chưa bưng chua hươn mi tà đìn na rút thiếu năm nhai khảo bố có nhà trang vay tành quay ngua rú đánh thiềng khai nỉ bồng kín nước rú khổng bọc mè quảng bản mù hương đẩy nho sông trồng cỏ để chăn nuôi trâu bò vú béo gian cánh ma đảng ủy xã on pa phương chỉ bổ mặt trận tổ quốc cánh phương đoàn thể trên báo tùa quảng lồng cài phương buổi sinh hoạt tòi nham cài nằm sụp tạm diệt hở cán bộ đảng viên hồi viên hù chảnh hờn mắt phương lang ngắm luông diệt rú nang phịa khổng chủ tịch Hồ Chí Minh on chỉ ao vi ép học dệt tòi quan bao lang sòn khổng chủ tịch Hồ Chí Minh gượt bền năng vịa dệt khổng chảo lưng chơ khổng cấp ủy chính quyền chỉ bộ cơ quan đơn vị còn mết là on cốc khổng cấp ủy chính quyền xã cơ quan đơn vị cánh cán bộ đảng viên tựa bát 82 nho sùng hùa trời tập tư ló liêng cánh dệt tòi phú hô quằng mỏi cán bộ đảng viên tánh o hún ảnh côn cán bộ công chức mi hùa trời trách nhiệm mi luông chàng dệt vịa chọc họ lông cài vịa năm dệt chỉ thị không hạ không bộ chính trị còn mi lại chủ bố cá nhân mi cống hanh nhớ luồng quần hỏng mà về kinh tế chúa gân lo ven hung hở lai hôi viên đoàn viên thanh niên côn dần ép học dệt tòi động đoàn viên thanh niên là bốc chứa đoàn viên thanh niên o hanh năm dệt tòi ven hùng khòng phú hô bọ sòn chào tổ khỏi có bốc chứa chú gân sáng chào dệt dườn mà về kinh tế xã hội lò thành viên khòng hợp tác xã nông nghiệp mương càng xung khỏi cò tánh o mô hình tỉnh quay lánh rú thiềng khai ni xung khỏi cò đằng mà về o mô hình tỉnh bẻ tọp hôm té lang đi tung mô hình dệt đẩy cò vay hợp bưng đoàn viên thanh niên ép học cánh khai quang óp bay lại bón ở trên đồi nữa làng hốc bí năm diệt chỉ thị không hạ mắt bốc hanh ép học diệt tòi quan bó lang sòn khổng phú hô đảng bộ bưng xã thị trấn rú quang huyện có khe hà đẩy lại cán bộ đảng viên công chức viên chức cánh dân mương khẩu sung ngày làng chơi nhàn đẩy on pa khổng huyện ủy mà năm diệt chỉ thị không hạ khổng bộ chính trị đảng bộ bưng xã thị trấn có tánh o kế hoạch tổ chức ép hiên năm dệt bưng truyền đề hàng pì ma ép học dệt tòi quan bó lang sòn khổng chủ tịch Hồ Chí Minh hở cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên cánh dân mương đảng bộ pun o an nị lò nàng viện giao kinh quầng tặng tánh sang tâm đảng tặng tánh đảng bộ pót sở mặn hanh tánh o chủ ngũ cán bộ đảng viên mặn hẳn ma lăng ngắm chính trị luông trang kín rú dệt viện nhất lò chủ ngũ cán bộ công chức mi po luông hu trang dệt viện hôm phân năm dệt đi nghị quyết đại hội đảng bộ chu cấp bùn o lông cài vịa ép hiên
hoặc phân hoi cán bộ công chức viên chức chiến sĩ chủng mũ vũ trang, mi bản cam kết cá nhân năm diệt đi nang vịa. Mọi cá nhân còn hai tánh óc kế hoạch luôn ép hiên cánh diệt tòi quan bộ lang sòn khổng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tó cấp bưng khu đăng ký cho kho các chủ đề ép hào cánh nang vịa đầy mọc rào. Tó cấp năn bưng mô hình vền xanh tiền tiến rú chù hỏng mà ép học dệt tòi bú hô có đẩy tổ chức đảng bồng chở on 3 năm dệt cánh cực đẩy. Ta ó há phong tùa quảng quảng dân mương hông phân tấm tên sở nang vịa chính trị rú địa phương. Trong năm 2021 thì sắm pan sao ếch bừa tế pan hoạt hà bình của vi sắm cầu xứng năng hợp tác xã mương càng cỏ gión vịa tành cái lông mỏi bườn có gión hot pan nừng tổ khay ni tên cá phèn cái nhưng mi hà pan tổ xúc hỏi cỏ mong cong đầy lông tròi dừa té ngân cốc tà mà nổi khổng hơn mương vậy hôm phân mà bê cánh khải quảng luôn tành liệm phát triển và mở rộng sản xuất. Bao số tò mi tổ chức đoàn thể cán bộ đảng viên búc hành ép học dệt tòi quan bao lang sòn khổng bú hô bưng bì cài ma há phong bò hai mươi na thản uyển diệt kinh tế giỏi bày bom tăng tánh bản nam mở có đầy chủ cấp hôi nông dân quảng huyền năm dệt cánh cực đậy lang bì té bì sóng pan ship cầu ma họt khẩy hôi nông dân huyền có búc chưa pan nừng xí hôi chú hươn hôi phiền nông dân bú cò que có tre có mắc công tòi luôn buồn khổng huyền tánh ó đầy xíp xí, mô hình trang trại, song hoi cầu xíp hạ mô hình, cả khai, chết hoi xíp cầu mô hình búp bồng tành liệng, búc chưa, cán bộ hồi viện, bò hay mê na cóp hôm đầy, hốc hoi hà xíp chiêu mặn, cóp hôm xíp xí bắn thơ môn đình đòn, chăm sao sám bắn mự cồng, lào đồng tặng tánh bàn áp mở rú địa phương. Hồi có tổ chức đẩy cài hốc xíp lớp bọ nghe, nói mự hở hồi viện, bò hay mê na sung ép. Họt khẩy tinh cá huyền mi chết xá đẩy chuẩn bản ná mở, xá nưng đẩy xíp cầu quần xíp cầu lũng bùn bản ná mở. Bản pưng hiệp thù mỏi hùa côn đẩy xí xíp ếch chiêu mặn, chăm cầu hỏi, chúa hươn bò hay mến ná cực đẩy trừ xiềng, bò hay mến ná diệt dườn, cả khai giỏi. Té búc hành há phong bò hay mến ná huyền thản uyển ép học diệt tòi bú hô, cánh diệt dườn, giỏi trang, tặng tánh bản ná mở. Có hôm phân nho sông quần kín luôn rú hợp cán bộ hội viên bò hay mê na quần phụng tặng tánh tổ chức hội mư hương mà bè. Từ lúc thành lập kê hợp tác xã và chậm tế chơ hợp tác xã tặng tánh cánh mà bè bụ cò mát lọt lao xung khỏi có mi tướng tên hiệp thù mỏi tưa khải o chơ lạt giáo tấn ma ca ca ma lò bứng đủ sở tàng ma ngam hư có ma bông ngam và mã ngâm nhất lò văn pưng khai đẩy mỏi cần lò tế sắp hạ hột sám xíp văn mặn dưới 30.000 trên 25.000 lò lụ nòng chừa côn tay o ma cánh nhớ khẩn số bàn pú cái xã pha mù ai lo văn đành bí thư chỉ bổ bàn con lưng on cốc bày con cuồng vịa ép học dệt tòi pú hô ai đành lưng chơi trên báo púc chưa pưng đảng viên dân mương cuồng bàn hôm hanh tặng tánh bàn nam mở xung bưng hạ phong khánh thì rú địa phương chậu tổ ai có on cốc bày con cuồng hạ phong mà bè diệt dườn xương tảnh ngua quai biết cấy ván bụ khẩu sóng mua dệt hay ly cánh nhằn khẳng đèn lâm đủ bảy chữ bà pu đối với bản thân là bí thư chi bộ thì là bí thư chi bộ bản chậu tổ khỏi có lưng nho sùng hùa chờ chập năm đi cánh chiến báo ma luông tang khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn mương họt bò me rú quồng bản lưng on cốc ép học di tòi pú cắp on cốc con dân mương bay con quồng viện di dườn mà bê kinh tế chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước cái việc sinh hoạt viện sinh hoạt có nhân danh ma lang đi năm dệt viện ép học dệt tòi quan bò lang sòn khổng chủ tịch Hồ Chí Minh khu ni có đẩy tổ chức năm dệt hàng vườn bày bom cắp sinh hoạt chi bộ sinh hoạt cơ quan lang đi cỏ vào khẩn tranh thí chu năng viện dệt nhân danh ma viện dệt đầy các khu luật thiếu yếu gian quảng nàn có biến mà ứng ma luông trăng bắc bòn nàng viện dệt trong kho các cơ sở tranh thí hơn các tít tần luông cố hành dệt viện các bùn o
Luang im po no pom hở quân dân khu ni co đầy năm dịp tuộc quảng pom cấp năn huyện ủy còn ba cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc bưng đoàn thể chính trị xã hội bưng cơ quan đơn vị tế thị xã hoặc cơ sở bưng đủ sở nang vịa dệt vầy năm dệt chọc kho rú số nâng khu cốc chính xương tập tư luông trang kín rú nhót sùng hòa trắng trách nhiệm khẳng khang năm dệt đi nang vịa on cốc quăng sủ giống phải dòm bao dệt xiệt là phải ngân trang kín rú dệt vịa bày bom cắp tặng tánh văn hóa công sở vịa cải cách thủ tục hành chính vịa quản lý hành chính sủ giống ngân tiên tổn tiếp dân mương vịa nhót sùng hòa trắng trách nhiệm cò pét xương nhót sùng chất lương chủ mũ cán bộ công chức nhất lò côn on cốc hông phân nho sống lang đi quảng nam dệt vịa thủ tục cải cách hành chính rú quảng phòng chú côn đẩy hù họt ma vịa on cốc cánh on chỉ luông nam dệt hông phân dệt cực đẩy lang đi nang vịa chính trị rú địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn dù khỏi có on chỉ bưng chỉ bộ đảng viên đánh óc kế hoạch nam dệt quảng pì sóng pân bài sao sóng hoặc pì sóng pân sao hạ riêng pì sóng pân sao sóng quảng gia năm dệt có mi o số nừng khu ngài đi cắp gỗ gia cha mắc viện ngài đi đỏ lưng mi luôn on pa chảnh thí không thường trực huyện ủy có bếp xương bưng bàn xây dựng đảng ma viện lúc thiếu yếu san dạ cha lò đảng bộ xã cọ lai chi bộ cánh lai đảng viên lông hù khoảng bưng đảng viên bốc bom bưng xương năn chất lượng đăng ký bưng bãi ép học tòi phú hô có bâu nhận bào tòi luôn bùn tắt ó nó cũng chưa đảm bảo theo cái nội dung yêu cầu đề ra. Việc ép học dệt tòi bú hô bày bòm cắp hạ phong khánh thì hạc bản bênh mương đẩy khảy quảng ó xú chù hỏng ma quảng kín luôn xú dệt dườn cánh quảng thản hàn dần mương quảng huyện té bưng hạ phong khánh thì hạc bản bênh mương khánh thì ép học cánh dệt tòi bú co hền mi ó lai mô hình luôn dệt muộn ản nặn lọc bưng ven hồng ven xanh để lựa chọn khảy quảng cấp ủy tổ chức đảng bưng cơ quan đơn vị quảng tinh cá huyên đẩy tánh o cắt năm dệt lại hà phong bằng búc chưa xương mô hình ven xanh quảng ép học dệt tòi bú hô bòm năm dệt nang viện chính trị rú mọi đơn vị địa phương hông phân ao quảng kín luôn rú im po nò bòm uốn in muộn mùa ma hở dần mương. Ngay từ đầu năm thì đảng ủy đã ban hành kế hoạch và ngày té của pì đảng ủy co tánh o kế hoạch on pa tung đoàn thể cán bộ công chức đăng ký ép học dệt tòi phú hô rú quảng tinh mít khóa cánh truyền đề bùn o khu ni có đẩy cán bộ đảng viên sân hương chôm hạp choi dừa xá co tánh o kế hoạch bày bom sân hương ca khẩu là tuần lò choi dừa bò mẹ quân dần luôn dệt máy sủ bưng khú lắc ngon khoa khoa học kỹ thuật khẩu dệt dần tảnh liêng hàng vườn có khe hà cán bộ công chức xung bưng hà phong bày bòm cắp vào 20 năm dệt nàng viện chính trị số quảng địa phương huy động cán bộ công chức là tự nguyện tham gia đồng hành cùng nhân dân bưng lang đi cực đẩy quảng năm dệt chỉ thị khổng hạ khổng bộ chính trị lò mè hanh vây ở huyện xứ tàm ao viện ép học dệt tòi phú hô cực bền nàng viện lưng chơ khổng mọi cấp ủy chính quyền khổng cán bộ đảng viên cánh dân mương choi viện dệt cánh ép học tòi quá bó lang sòn phòng chủ tịch Hồ Chí Minh mừ hương biến khay tùa quảng rú tinh cá huyền cái nặn có hôm phân rào kiên quảng tặng tánh đảng chính quyền bót sở mặn hanh tại mê hai rào kiên hạc địa phương nam dệt cực đẩy lang đi lung bùn vịa dệt đại hội đảng bầu huyền tựa thứ xích bét nhiều kỳ bị sòng bắn phải sao hoạt bị sòng bắn sao hạ đẩy bùn o.